Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Phiên tòa đồng tâm, Đảng đạp lên hiến pháp, cố bức hại nhân dân. Phiên tòa đồng tâm dù chưa kết thúc nhưng đã được nhìn nhận là phiên tòa có vi phạm tố tụng nhiều nhất và nghiêm trọng nhất trong lịch sử tố tụng của Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn đã phải đau đớn nhận định rằng phiên tòa có nhiều bước tiến đến chỗ phủ nhận công lý. Cũng từ đó mà công dân Việt Nam được dịp chứng kiến những màn đổi ngôi độc đáo trong phiên tòa lịch sử này. Phiên tòa đồng tâm đã ghi nhận lần đầu tiên trong lịch sử pháp đình một bị cáo đứng lên ghế chất vấn tòa án. Đây là hình ảnh bà Bùi Thị Nối phát biểu trước tòa. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bảo chữa cho các bị cáo ở đồng tâm đã ghi chép lại diễn biến phiên tòa xử án liên quan đến bà Bùi Thị Nối, con nuôi của cụ Lê Đình Kình vào ngày 8 tháng 9 năm 2020 như sau. Đến phần xét hỏi bà Bùi Thị Nối rút kinh nghiệm ở phần thủ tục khi chứng kiến những màn hành vi vô chính phủ của bà, thì chủ tọa phiên tòa khi gọi tên đã nói ngay là bà được đứng yên tại chỗ khai báo. Nhưng đã quá trễ, chỉ trực nghe gọi tên là bà đã bật ngồi dậy, chạy xăm xăm lên bục khai báo. Hai nữ cảnh sát dẫn giải vội chạy theo giữ bà lại. Bà liên tục vung tay thoát khỏi sự áp giải của cảnh sát để tiếp tục chạy lên bục khai báo. Nhưng vượt chỉ độ 5 hàng ghế thì thêm vài cảnh sát khống chế đã kịp ngăn giữ, đưa bà về chỗ ngồi. Khi vừa về đến chỗ được đưa microphone thì bà chụp ngay lấy và đứng lên ghế để nói. Các nữ cảnh sát lại phải vất vả kéo tay bà xuống và giữ chặt hai cánh tay. Bà la lớn, bỏ tay ra, xích ra, đứng xích ra, vung hai tay yêu cầu họ buông tay bà. Khi đã rảnh tay, không chờ hội đồng xét xử, hỏi, bà tuôn nơi lời chất vấn như liên thanh, đại loại như tại sao có pháp luật mà không thi hành, tại sao không bắt bố Nối, tức là cụ Kình, đàng hoàng, mà lại lừa ra cánh đồng đánh gãy chân bố Nối. Chủ tọa cắt lời bà, hỏi, bà mua xăng để làm gì? Bà vẫn liên tục chất vấn những câu đôi khi không đầu, không đuôi. Được hỏi đến lần thứ ba, bà mua xăng để làm gì? Thì bà mới trả lời, mua xăng để thiêu chết bọn tham nhũng. Sau đấy, vẫn cứ phớt lờ các câu hỏi của chủ tọa, bà lại tiếp tục chất vấn tòa án theo ý của mình, cho đến lúc chủ tọa ngán ngẩm quá, ra lệnh cho cảnh sát dẫn giải trục xuất bà ra khỏi khán phòng. Khoảng 5 đến 6 cảnh sát đến áp giải và khống chế bà ra ngoài, nhưng bà vẫn cố ngoái cổ nói điều gì đó. Luật sư Mạnh cho rằng trang lưu bút của pháp đình sẽ phải nhớ rất lâu câu chuyện hy hữu về một bị cáo đứng trên ghế chất vấn tòa án, lần đầu tiên và chắc chắn sẽ là lần duy nhất. Bà Nối không cao, nhưng khi đứng lên ghế, dõng dạc vung tay chất vấn tòa án, xem ra nhiều kẻ thường nhìn xuống sẽ cảm thấy tầm vóc của bà nông dân đất đồng tâm. Và luật sư Lê Luân cũng dành một bài viết riêng cho bị cáo đặc biệt này. Đây là hình ảnh bà Bùi Thị Nối trong video nhận tội được đài truyền hình phát sóng ngay sau thảm sát đồng tâm. Luật sư Luân viết tiếp, bà Bùi Thị Nối, con nuôi cụ Lê Đình Kình, nói lời sau cùng, dù ngắn nhưng làm tôi khâm phục bà. Với dáng vẻ gầy gò, tóc bạc trắng, bộ quần áo xộc xệch và với những trạng thái đầy căng thẳng suốt phiên tòa, đến giờ khắc đó lại trở nên điềm tĩnh và minh mẫn lạ thường. Bà nói, bố tôi đã 58 năm tuổi đảng, trong giữa thời bình này lại phải hy sinh với 3 đồng chí khác. 4 đồng chí hy sinh giữa lúc thế giới đang thanh bình, như có chiến tranh và không phải chết bởi kẻ thù. Như tôi đây, một vết đạn bắn vào ngực, đau lắm, nhưng tôi không chết và tôi chỉ mong chúng ta sẽ lựa chọn một cách sáng suốt, một con đường mới, tốt đẹp hơn. Bà ấy vóng hình của một người đàn bà khốn khổ ít học với một niềm mất mát lớn lao đã nói lên những lời mà tôi biết bà phải có trái tim và tinh thần sáng rộng lắm. Có lẽ cái tên của bà cũng là một điều gì đó của tự nhiên. Và đúng thời điểm này cho ta thấy sự gợi mở của cái tên ấy đối với thực tại hiển diện dù bà đang đứng trước một phiên tòa với những lời cáo buộc và hình phạt đang chờ đợi vào vài ngày tới. Bà Nối, cầu nối của một điểm thời đại bị đứt gãy các thế hệ giá trị giữa những lớp người với nhau. Bà ấy rất mạnh mẽ và tỏ ra bị kích động thường trực suốt những ngày qua. Nhưng khi đứng lên nói những lời sau cùng, bà cho ta thấy được một tâm hồn bao dung và thấu rõ tới nhường nào. Phiên tòa đồng tâm còn làm sáng tỏ bản chất luật sư chỉ định những người lẽ ra phải là người bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích của bị hại một cách có hiệu quả nhất tại phiên tòa trên cơ sở các quy định của pháp luật, góp phần giảm thiểu các vụ án oan sai. Thì những luật sư chỉ định này lại là những thành phần xúc tác cho những bản án bỏ túi, vô pháp. Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp cho các bị hại, đã không chỉ biến phiên tòa thành một đám ma mà còn đi quá phận sự của một luật sư tại phiên xử án. Luật sư Sơn cũng ghi nhận, một số luật sư bảo chữa theo chỉ định ngang nhiên thừa nhận bị cáo phạm tội, và rồi nhanh nhẩu xin giảm nhẹ cho thân chủ.
luật sư Sơn đã lên án hành động của luật sư chỉ định như sau: bào chữa không tiến đến bản chất vụ án mà chỉ nhăm nhăm xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, trong khi các bị cáo không có tội. Đây thực chất là hành vi tráng men cho những sai phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Tưởng rằng đó là làm điều thiện nhưng thực chất là đồng lõa với tội ác. Hơn thế nữa, phiên tòa còn chứng kiến sự đổi ngôi hy hữu giữa luật sư với công tố và kiểm soát viên. Luật sư Sơn viết tiếp như sau: một cải tiến vượt bậc là luật sư của bị hại hùng hồn, mắng nhiếc, sỉ nhục, đe dọa bị cáo và thay cho tòa án thực hiện chức năng giáo dục các bị cáo ngay tại tòa và không quên giải thích pháp luật cho các luật sư do gia đình bị cáo mời. Đại diện bị hại nhân danh thay cho nhà nước, thay cho xã hội, hăm dọa các bị cáo, trắng trợn xúc phạm vào luật sư được mời. Đại diện viện kiểm sát chỉ cần làm một việc ngược đời là nhất trí với quan điểm kết tội của luật sư cho bị hại và chỉ tóm tắt các bản phản biện của luật sư mời, không đối đáp. Theo ghi chép chi tiết trong biên bản phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn phản đối luật sư Nguyễn Hồng Bách, đe dọa các thân chủ của mình và được hội đồng xét xử đề nghị ngồi xuống. Luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đề nghị luật sư Bách đi vào vấn đề chính, không lấy nước mắt người khác bằng cách đó. Và bên ngoài phiên tòa, dư luận cũng được chứng kiến một sự đổi ngôi ngoạn mục khác của giới báo chí trong nước. Thay vì phản ánh sự thật thì lại tuyên truyền theo chỉ đạo của ban tuyên giáo, thậm chí còn thay tòa kết án bị cáo. Đây là hình ảnh trụ sở của ban tuyên giáo Trung ương 2B Hoàng Văn Thụ, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, là nơi điều khiển và kiểm duyệt hoạt động của truyền thông trong nước, phục vụ sự lãnh đạo toàn diện của chính quyền Cộng sản. Nhà báo Phạm Đoan Trang đã vạch ra chiêu trò bẩn thỉu của ban tuyên giáo cùng truyền thông trong nước bằng bài viết Tuyên giáo có đốm lưỡi, huyền đề. Bà cho biết vào năm 2011, khoảng một tuần trước phiên xét xử tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ, tuyên giáo cũng có chỉ thị đến từng tòa soạn báo, yêu cầu các báo chỉ đưa tin không mở rộng bình luận, tập trung làm nổi bật tính nghiêm minh của bản án và sự đồng tình của dư luận. Đặc biệt lưu ý không gọi các bị cáo là ông hoặc là tiến sĩ để tránh bị cáo lợi dụng. Tuyên giáo cũng khôn, chỉ thị bằng văn bản phát đến tay các phóng viên nội chính, nhưng văn bản chỉ là một tờ giấy A4, không có con dấu, không chữ ký, không để tên cá nhân, cơ quan lãnh đạo nào. Đâm ra, nếu có phóng viên nào nổi máu, phản động và chụp hình quăng lên mạng, cũng khó có thể coi đó là bằng chứng về đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam. Lần này, tuyên giáo đã kết hợp với công an, còn chơi khôn hơn nữa, đó là áp dụng cả công nghệ hiện đại của thời 4.0. Theo nguồn tin của nhà báo Mạnh Kim, mỗi văn bản chỉ đạo gửi tới các báo đều được đánh dấu bằng một cách nào đó để an ninh có thể dò ra và biết chính xác văn bản bị dò rỉ từ nguồn nào. Nội dung chỉ đạo thì vẫn sát sạt như thế, ví dụ không đưa tin tường thuật chi tiết về diễn biến phiên tòa, nhất là bào chữa có nội dung cực đoan, đưa đậm tin về lời nhận tội hoặc là sự ăn năn hối cả xin hưởng khoan hồng trước pháp luật cũng như chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, và không đưa tin bài viết suy diễn, kết luận chủ quan, tạo luồng dư luận phức tạp về phiên tòa và bản chất vụ việc. Kiểm soát chặt chẽ các bình luận trong tất cả các bài viết về phiên tòa. Và những bài báo có tựa đề ví dụ như của VTC News với tựa đề "Hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử những kẻ giết người man dợ ở Đồng Tâm" được đăng vào ngày 7 tháng 9 năm 2020 chính là bằng chứng cụ thể của một nền báo chí suy đồi dưới sự kiểm duyệt của chính quyền Cộng sản. Đây là hình ảnh chụp một bài báo của truyền thông trong nước với phiên tòa Đồng Tâm để thấy nhà báo này đã thay tòa kết án những bị cáo và kẻ giết người khi mà phiên tòa mới bước vào giai đoạn xét xử đầu tiên và chưa có công bố cuối cùng. Luật sư Sơn đã nhận định như sau: báo chí mà từ bỏ cái bổn phận phản ánh sự thật để làm công cụ tuyên truyền là báo chí bất lương. Nó là mù con mắt của xã hội, nó nuôi dưỡng tội lỗi, nó chính là đồng phạm của tội phạm, vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của tội ác. Nhà hoạt động Đỗ Việt Khoa cũng đồng tình khi viết: báo chí tiếp tay cho sự tàn bạo dối trá của chính quyền, của tòa án trong vụ Đồng Tâm. Chính bởi thực trạng này mà các luật sư bào chữa các bị cáo Đồng Tâm, ngoài trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho thân chủ, phải còn tự mình đảm nhiệm thêm trọng trách lan tỏa thông tin, diễn biến phiên tòa đến với công chúng. Trong đó, luật sư Ngô Anh Tuấn là người đã ghi chép một cách chi tiết nhất và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân các bài viết có tựa đề "Biên bản phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Cùng với những chia sẻ của các luật sư ở đây, đây cũng chính là những nguồn thông tin trung thực, khách quan duy nhất mà công chúng có thể tiếp cận để cập nhật tình hình phiên tòa đặc biệt này. Ấy vậy mà đến hôm 10 tháng 9, khi buổi xử kết thúc, luật sư Ngô Anh Tuấn đem USB mà tòa án cho mượn để sao chép vào máy tính thì bị một nhóm công an cả thường phục
và sắc phục ngăn lại và hạch sách USB này của ai. Sau đó mới bắt đầu màn gây khó khăn và đe dọa cướp đồ. Thấy tình hình căng thẳng, hai luật sư còn lại chưa kịp rời tòa án là luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miếng ra can thì cũng bị đám công an gây sự và bẻ tay lôi đi ra ngoài. Đi được vài bước, mấy kẻ mặc thường phục thẳng cánh xô các luật sư từ trên cầu thang xuống. Và sự táo tợn, manh động của cơ quan chấp hành luật pháp lộ liễu đến mức đó nhằm ngăn chặn các luật sư lan truyền thông tin ra bên ngoài. Luật sư Lê Hà Luân cũng viết như sau: có vụ xô xát trong tòa án khi các nhân viên công lực giữ chặt USB không cho các luật sư chép lại. Một nhân viên công lực mặc thường phục xô đẩy luật sư Mạnh và luật sư Miếng. Tuy nhiên, các anh phải hiểu rằng việc làm đó là vô ích. Nội dung chiều nay ghi trong USB không có gì, chỉ là lời nói cuối cùng của các bị cáo cũng đã được ghi chép bằng tay trên giấy và sẽ được tập hợp lại sau. Chỉ là muộn hơn một chút mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020 với bản tin Phiên tòa đồng tâm, Đảng đạp lên hiến pháp, cố bức hại nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.